Xin chào tất cả quý anh chị nha. Hiện tại trên trục đường thông giữa khu công nghiệp Tam Phước với đường Phùng Hưng đây. Đây, đi ra đây đường Phùng Hưng. Thì hiện tại thì em đang có một cái căn nhà nằm trên trục đường này. Căn góc hai mặt tiền 7,6 x 21. Có 5 cái ốt đang cho thuê mỗi tháng là 12.500.000. Đấy. Lối này là lối đi ra khu công nghiệp Tam Phước. Nếu như khu công nghiệp Tam Phước có 3 lối ra, một là chợ Vo Quát, hai là cổng chính và ba là trục đường này, thì số lượng công nhân đi ra trục đường này là đông nhất. Vì trục đường này là liên kết nối giữa khu công nghiệp Tam Phước, khu dân cư Tín Nghĩa và đi ra đường Phùng Hưng đi về An Phước ở bên này. Nên 7 giờ sáng, 5 giờ chiều hay là 8 giờ tối thì số lượng công nhân đi về ở đây rất là đông, cực kỳ là đông. Và người buôn bán ở đây cực kỳ là đông luôn. Buôn bán ở đây thì quá tuyệt vời. Nếu như anh chị một lần ở gần đây hoặc là anh chị đấy qua đây á, cái thời điểm mà 7 giờ sáng, 5 giờ chiều hay là 8 giờ tối thì số lượng hai bên cái đường này bán hàng rất là đông. Và người đi về qua đây rất là tiện lợi khi mua những cái thức ăn hay là đồ dùng ở đây. Nên cái mặt tiền đường này á, thì kinh doanh cực kỳ là ok luôn. Đấy, vì là nó thông từ bên khu nghiệp Tam Phước. À, anh chị ha, vài bước chân đây đi ra đường Phùng Hưng ở đây đó, nên rất là thuận tiện những công nhân đi làm về cũng như là mua buôn bán ở trên này. Đấy, thì hiện tại trên cái trục đường này bên em đang có một cái lô góc nằm trên trục đường này 7,6 x 21, có 5 ký ốt và cho thuê mỗi tháng là 12.500.000. Giá ngày trước cái chủ bán thì nó là 6.8 tỷ, nhưng bây giờ chủ kẹt lắm rồi, gọi là kẹt hết nồi luôn này, kẹt thở không nổi nữa anh chị ạ, gọi là kẹt quá trời kẹt luôn rồi. Giá bán đúng hơn 6 tỷ. Thì một cái giá này thì do là nó quá ngộp nên em không công bố giá trên này, mà em chỉ nói với anh chị là chỉ hơn 6 tỷ một tí thôi đó. Còn anh chị mà thiện chí thì em gặp chủ tiếp tục đàm phán và có thể là giá còn tốt hơn anh chị nữa. Nên anh chị nào mà muốn có một cái vị trí nào, một cái vị trí mặt tiền đẹp, đường thông, buôn bán kinh doanh ok như thế này, thì anh chị liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại trên màn hình hoặc là để lại số điện thoại cho em hoặc inbox trực tiếp em nhé. Đó, em xin nhắc lại nữa, một lần nữa để anh chị nắm, là trục đường này là trục đường kết nối giữa khu công nghiệp Tam Phước, khu dân cư Tín Nghĩa và trục đường đi ra Phùng Hưng. Đấy, hay tháo Phùng Hưng đây ha. Đấy, nên con đường này nó thông và chủ yếu là phục vụ công nhân làm ở hai các khu công nghiệp đi qua đây, nên buôn bán kinh doanh ở đây đa ngành nghề và rất là tốt. Anh chị nào mà đang có nguồn tiền rảnh hoặc là nhàn rỗi trong giai đoạn này thì liên hệ với em liền anh chị ha, để đi xem lô đất này. Em đảm bảo rằng anh chị đi xem lô đất này có 5 ký ốt này chắc chị anh sẽ ưng và sẽ đầu tư ngay ạ, vì nó quá là đẹp, quá là đặc địa, buôn bán kinh doanh quá ok. Rồi, anh chị nào mà đang quan tâm thì gọi cho em ngay cái số điện thoại trên màn hình anh chị nha, hoặc là inbox em, anh em mình cùng đi xem đất, gặp chủ tiếp tục đạp giá xuống cho anh chị đầu tư. Rồi, xin chào.